Mọi người ơi, hôm nay được ra đường rồi. Hôm nay được ra đường rồi, mình đi mua trà sữa về rồi nè. 3 tháng rồi mới được uống trà sữa nha. Ly có 20 ngàn, thế một ly to đùng luôn. Trời, uống cho đã luôn, trời ơi. Đấy, đâu ly của mày đâu rồi? Đã quá. Này hai đứa gì? Xuyên lục địa luôn. xuyên nội địa. đi gần khắp tỉnh Bình Dương rồi á. Chó đã đường một phát là mình đi không biết đường về luôn á. nhìn lại cái. Đã quá, 3 tháng mới được ra đường. Bị giam 3 tháng bữa nay mới được ra đường. Ghê không ghê? Ra đường rồi, chúc mọi người vui vẻ nha.